Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần gồm 9 ngày. Năm nay bắt đầu từ thứ Sáu 14 tháng 5 đến thứ Bảy 22 tháng 5, trước Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 23 tháng 5 2021. Hôm nay là ngày thứ 5 trong tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, tức là ngày thứ Ba 18 tháng 5 2021. Làm bạn và bước đi với Chúa Thánh Thần. Cầu cho bệnh nhân. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa. Hãy quay về nghe lời ta sửa dạy. Này ta tuôn đổ thần khí ta trên các ngươi, khiến các ngươi hiểu rõ lời ta dạy bảo. Hôm nay, ngày thứ năm của tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, con ước ao làm bạn và bước đi với Chúa. Chúa Thánh Thần chính là thầy dạy, là bạn đồng hành của con. Thế nhưng, đã có nhiều lúc con đi lạc đường, quyết định thiếu sáng suốt, chọn lựa sai lầm. Hôm nay, con xin quay về làm bạn với Ngài, để nghe lời Ngài sửa dạy và dẫn dắt. Để làm bạn, con cần biết trò chuyện, kết hợp mật thiết với Ngài. Để nghe lời Ngài, con cần biết lắng nghe và đối thoại. Để bước theo Ngài, con cần khiêm tốn để Ngài đi trước và con bước theo sau. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổ tràn ơn Thánh xuống tâm hồn con, để con được tẩy sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Xin ban tặng cho con một quả tim mới. Xin đặt thần khí mới vào lòng con. Xin bỏ đi quả tim chai đá vô cảm khỏi thân con. Và ban tặng cho con một quả tim thịt mềm biết yêu thương. Chúa là Thiên Chúa, là người bạn đồng hành của con. Mời cộng đoàn cùng hát Xin Ngôi Ba Thiên Chúa đến. Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong năm đời. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đời trong Ngài soi sáng và liên lòng hầu mong. Chúa Kitô, thánh nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi. Lời nguyện cho các bệnh nhân. Nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần tuôn chảy vào thân xác, cũng như những mảnh tâm hồn đang bệnh tật, héo úa và chết mòn, để mang đến sự sống mới cho các bệnh nhân, nhất là những người mắc những căn bệnh nan y, bị nhiễm virus corona, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, bệnh tai biến, những căn bệnh mà không có thuốc men trần gian nào có thể chữa được. Nhưng đối với Chúa, chúng con tin rằng mọi sự đều có thể. Xin Chúa Thánh Thần ngự đến với đầy ân sủng, để an ủi kẻ sống trong quạnh hiu, làm tươi mới tình yêu lụi tàn.
Ngài là sự nghỉ ngơi lúc mệt mỏi, rã rời, an ủi kẻ cô đơn khóc thầm. Xin tẩy rửa những hoen ố, chữa lành những thương tích, làm tươi mát nơi khô cằn, bẻ cong đầu óc cứng cỏi, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, hướng dẫn những bước chân lạc loài. Lạy Chúa Thánh Thần, xin chữa lành bệnh tật thân xác tâm hồn của chúng con qua quyền năng của Ngài. Thế giới hôm nay quá bận rộn, quay cuồng với nhịp sống thời điện tử thông minh, cần dừng lại để biết mình và biết Chúa. Phải chăng virus corona là kẻ chỉnh đốn vĩ đại cho mọi sự dừng lại, để nhận ra rằng mọi thời sống trong tội lỗi, một thời quay trở về, một thời để ăn chơi, một thời để cầu nguyện, một thời vui cười, một thời than khóc, một thời ở trong bóng tối, một thời bước ra ánh sáng. Lạy Chúa Thánh Thần, xin thổi sinh khí của Chúa trên nhân loại chúng con, để đẩy xa tất cả những lo lắng, buồn phiền, sầu khổ, và ban lại cho chúng con niềm vui, sức sống và bình an đích thực của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Mời cộng đoàn đọc lời cầu nguyện chung. Xin đến với con, hỡi thần khí tình yêu của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi thần khí tình yêu của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi thần khí sự sống của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi thần khí sự thần của Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, con cầu Chúa, con yêu Chúa, và con khao khát Ngài. Xin Ngài mau đến với con, đến trong hồn con, đến trong đời con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Ngày thứ năm trong tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần đã kết thúc. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa.